Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra là sự kiện thể thao lớn thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi. Tuy nhiên, song hành cùng sự kiện này thì vấn nạn cá độ bóng đá cũng gia tăng. Thậm chí, để mời gọi người chơi, việc dễ phun sơn quảng cáo tên miền các trang web cá độ cờ bạc trái phép cũng xuất hiện một cách công khai tràn lan trên nhiều tuyến đường, nơi công cộng và cả không gian mạng. Theo ghi nhận, các đối tượng thường chọn những nơi đông dân cư, nhiều người qua lại để thực hiện phun sơn dán quảng cáo trang web cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép. Dù ngành chức năng nhiều lần ra quân bóc gỡ, song chỉ một thời gian sau, tình trạng này lại tái diễn. Không chỉ nơi công cộng, các trang web cá độ cũng tìm cách mời gọi trên không gian mạng. Khi truy cập vào các trang web này, những thông tin cá độ bóng đá được quảng cáo rầm rộ. Ngoài ra, người tham gia còn được mời chào những loại trò chơi như xổ số, đua ngựa, bài bạc dưới hình thức trực tuyến. Thực tế cho thấy, nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỷ đồng thời gian qua đã bị xử lý, nhưng vấn nạn này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bộ Công an dự báo thời gian tới, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ sử dụng không gian mạng làm môi trường hoạt động tương đối phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự xã hội và gia tăng tội phạm. Do đó, không chỉ dựa vào sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mà mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh xa vào nạn đỏ đen có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.